Thưa quý khán giả, những vụ việc đau lòng xảy ra khi bị chính thú cưng ở trong nhà cắn mà chúng tôi đã đề cập trong ngày hôm qua thực sự chính là một hồi chuông cảnh báo đến các gia đình tại Việt Nam. Bởi bên cạnh nguy hiểm đến tính mạng thì những vết thương do chúng gây ra còn là nỗi đau dai dẳng cho nhiều người, mà nhất là đối với trẻ con. Đôi khi chỉ một phút lơ là từ các bậc phụ huynh mà con trẻ phải gánh chịu hậu quả, gương mặt, các bộ phận trên cơ thể bị tàn phá, có thể khó có thể phục hồi. Vết thương do chó cắn luôn là những vết thương kinh khủng nhất, bởi vừa có tình trạng dập mô, vừa bị thương tổn do cắn xé. Hơn nữa, trong nước bọt của chó có rất nhiều vi khuẩn dễ gây nhiễm trùng, dẫn đến hoại tử vùng bị thương. Đáng nói, trẻ nhỏ với bản tính hiếu động thường không ý thức được hành vi của mình. Và khi đùa giỡn, trẻ rất hiếu động, khi thấy thú cưng sẽ vô dập và trêu thú. Cái bản tính hiếu động của trẻ con thì nó sẽ làm những cái chuyện mà làm cho con chó rất là bực mình. Ví dụ như là nắm đuôi con chó chẳng hạn. Ví dụ như là nó giành cái thức ăn của con chó. Và nó tiếp cận con chó ở cái vùng mặt. Thì đó là những cái yếu tố nguy cơ rất là cao mà em bé sẽ bị con thú nuôi nó tấn công ngược trở lại. Bên cạnh tổn thương ngoài da, người bị động vật như là chó, mèo tấn công còn phải đối mặt với nguy cơ bị mắc bệnh dại. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dại gây ra, thường tác động lên hệ thần kinh, có tỷ lệ tử vong là gần 100%. Trên thế giới, hiện chưa có thuốc để điều trị đặc hiệu. Bên cạnh việc bị tấn công, thì bệnh dại là nguy cơ thường trực hàng đầu mà những loài thú cưng mang đến. Thống kê trong 7 tháng đầu năm 2018, cả nước có 43 người chết vì bệnh dại. Trong khi đó, trung bình mỗi năm, nước ta có khoảng 400.000 người bị chó cắn phải đi điều trị dự phòng. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế ước khoảng 600 tỷ đồng. Nghịch lý lớn nhất hiện nay là chi phí tiêm phòng cho thú cưng như chó mèo chỉ từ 20.000 đến 40.000 đồng một con, nhưng tỷ lệ tiêm phòng chưa đạt được 40% trên tổng đàn 2,9 triệu con. Trong khi đó, chi phí điều trị sẽ từ 1,5 đến 2 triệu đồng một người bị cắn. Rõ ràng, phòng ngừa vẫn luôn là biện pháp an toàn và đạt hiệu quả cao nhất. Chưa kể, Nghị định 90/2017 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y đã có hiệu lực từ tháng 9 năm 2017, thì chủ nuôi sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Và việc thả rông chó trong thành phố, nơi công cộng hoặc để vật nuôi gây thiệt hại cho người khác bị phạt từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng. Quy định và chế tài đã có, việc còn lại là thực hiện nghiêm túc và nâng cao trách nhiệm cộng đồng của mỗi chủ nuôi. Thưa quý khán giả, cho dù không ảnh hưởng gì đến tính mạng, nhưng những thương tật cho thú cưng để lại cũng rất nghiêm trọng. Nguy cơ tổn thương đến chức năng của bộ phận bị tấn công là rất cao. Vì vậy, làm gì để có thể đảm bảo an toàn cho tất cả các thành viên trong gia đình, nhất là trẻ nhỏ khi nuôi thú cưng? Câu trả lời được chúng tôi tổng hợp từ những ý kiến của chuyên gia sẽ thay cho lời kết của chương trình ngày hôm nay. Nhà có trẻ sơ sinh hoặc dưới 3 tháng tuổi, không nên đưa thú cưng chưa từng tiếp xúc về nuôi. Khi nuôi thú cưng, phải tuân thủ việc tiêm phòng cho thú một cách nghiêm ngặt, trang bị đầy đủ rọ mõm và dây xích dù nuôi trong nhà. Đối với trẻ dưới 5 tuổi, tuyệt đối không cho trẻ tiếp xúc với thú cưng mà không có phụ huynh ngay bên cạnh. Đối với trẻ lớn hơn, cần cẩn thận dặn dò trẻ, không được nắm đuôi của thú cưng, không dùng đồ vật chọc vào người thú hoặc dùng đồ ăn để đùa giỡn. Và khi muốn nuôi chó an toàn, nên đưa chó đi huấn luyện và đảm bảo là giống chó đó có thể thuần chủng được.